Việt Nam 07-0319-02-2018, cập nhật 07-2719-02-2018, rút ngắn sau khi bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Bé trai 7 tuổi ở nhà một mình chơi rồi ngã xuống ao chết đuối. Khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại ấp 2, xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 7 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là bé Điểu Thành Đê. Theo lời kể của gia đình, sau khi ăn bữa cơm trưa, gia đình bé Đê đi chúc Tết họ hàng. Lúc này, anh Điểu Minh, cậu ruột bé Đê, không thấy cháu đâu liền chạy đi tìm kiếm. Khi đến bờ ao, sau chuồng nuôi dê và bò, anh Minh phát hiện chiếc dép của Đê trên bờ, nghi ngờ điều chẳng lành. Anh Minh đã hô hoán mọi người. 5 phút sau, bé Đê được đưa lên bờ, nhưng đã tử vong trước đó. Nhiều hàng xóm cho biết trong lúc bố mẹ Đê đi chúc Tết, có thể do trời nóng nên bé ở nhà múc nước ao cho bò dê uống nhưng không may bị té chân xuống ao. Được biết, bờ ao cách nhà ở chính của gia đình nạn nhân khoảng 100m. Đây là nguồn nước phục vụ tưới tiêu, chăn nuôi của gia đình bé. Nguồn Avon.